Em năm nay 22 tuổi, bị dài bao quy đầu thì chi phí cắt khoảng bao nhiêu và cắt xong có thể cải thiện được kích thước không ạ? Của em bé tí ti. Mời một bác sĩ ạ. 22 tuổi nếu bạn dài bao quy đầu, trong trường hợp mà bình thường ấy thì là dài bao quy đầu chưa phải là chỉ định chắc chắn để cắt bao quy đầu. Nếu dài bao quy đầu nó gây ra viêm nhiễm cái bao quy đầu tái đi tái phát nhiều lần thì mình mới cần phải cắt, hoặc là nó gây ra mất vệ sinh, nó gây ra có mùi hôi thì mình mới phải cắt. Và cái chi phí cắt phẫu thuật cắt bao quy đầu bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì là 4 triệu, ngoài ra còn có thêm các phí xét nghiệm mới gây tê gây mê nữa, nó khoảng hơn 1 triệu nữa. Và thường thì cắt để giải phóng cái bao quy đầu thôi chứ nó cũng không làm tăng kích thước là nhiều mấy đâu ạ. Thì nó cắt xong thì bao quy đầu nó lộn ra thì mình cũng cảm giác là nó dài ra hơn thôi, hoặc là nhìn nó sẽ nó lộn ra được, nhìn nó to hơn, chứ cắt bao quy đầu không phải là để làm tăng kích thước dương vật đâu ạ. Cháu nhà em năm nay 3 tuổi. Em thấy bìu bên phải của cháu có lúc phình to lên nhưng đôi khi cháu nằm thì lại không thấy nữa. Cháu không đau không nhức gì thì bác sĩ cho em hỏi là cháu bị làm sao ạ? Mời bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Mạnh Dũng. Cái triệu chứng của cháu nhà bạn thì có vẻ như cháu bị thoát vị bẹn. Thoát vị bẹn tức là thế nào? Tức là trong quá trình mang thai trong bụng mẹ ấy, thì là hai tinh hoàn của cháu ở trên bụng, sau đó đến tầm tầm khoảng 28-32 tuần thì là tinh hoàn sẽ di chuyển từ trên bụng xuống dưới bìu. Trong quá trình di chuyển ấy, thì nó kéo theo cả cái phúc mạc thành bụng. Thường thì các cháu lớn thì cái đường ống này, cái đường xuống thì nó sẽ được bít tắc lại. Đấy, nhưng mà một số trường hợp cháu là do cái cơ nó kém mà nó không bít được cái đường xuống, nên là có thể là ruột này hoặc dịch ở trên ổ bụng nó chui xuống, nó gây ra các cái khối to phình, có thể ở bìu, có thể ở bẹn, như tình trạng của cháu nhà bạn là nó xuống hẳn bìu, nó phình cái bìu lên, và cái ruột đấy nó có thể là nó tự đi lên, mình có thể dùng tay đẩy hoặc là cháu nằm nghỉ ngơi là cái khối đấy nó cũng tự nó chui lên bụng. Như vậy là cháu nhà mình có thể là bị thoát vị bẹn. Cái này thì mình cũng nên đi khám sớm, cái này có thể phải phẫu thuật để bịt cái lỗ xuống của ruột lại, vì một số bình thường thì nó không sao, nó lên xuống bình thường không vấn đề gì, nhưng chẳng may có hôm nào đó thì nó gây tình trạng nghẹt, tức là cái ruột nó xuống nó bị thắt nghẹt, nó không lên nữa, nó có thể gây ra tình trạng nghẹt ruột và gây hoại tử ruột rất nguy hiểm. Nên là mình cũng nên đưa cháu đi khám sớm để các bác xử lý sớm, tránh các biến chứng mà không mong muốn có thể xảy ra cho cháu.